Trời ơi. Rồi chào cả nhà ha. Thì hiện tại mình đang có mặt phía sau vườn, khu vườn của nhà ông cậu mình ha các bạn. Thì ở bên đây là một cái đìa bị bỏ hoang nha. Cái đìa này rất lớn. Thì cá tự nhiên ở đây rất nhiều. Thì hôm nay mình phát hiện ra một bầy cá lồng gọc ở đây nè bạn. Cá lồng con á, chắc cá cũng lớn nên mình có chuẩn bị một cây cần câu. Đó. Đây để mình quay cần câu cho bạn xem ha. Đây là cách nhấp cá ở miền Tây mình ha. Nó cũng rất đơn giản các bạn, chỉ cần có một con vịt con. Đó, chủ yếu là có vàng rồng là được rồi. Đó, mình chỉnh cho con vịt nó đều lại. Này ha, mình siết có độ siết đây. Mình cố định em vịt lại. Đây các bạn. Đây là bàn rồng có đèn ha. Đó, bàn rồng này rất yếu luôn. Mình thấy có cái lóc mè nó làm chim nữa các bạn. Chắc cũng một chút nữa nó táp à. Mình sẽ ít nói chuyện nha các bạn để coi nó nhé. Tại vì khi nhấp cá mình sẽ hạn chế nói chuyện nha. Hồi nó nóng nóc nó sẽ táp rồi các bạn.
Đây các bạn ơi, con cá quá trời to luôn nè. Nè các bạn, nó lo gãy câu mình luôn chứ. Gãy câu luôn rồi. Nè, dướng vô con dây. Rồi, con cá khủng lắm. Rồi, đây mình tháo nó dướng vô con dây nè các bạn. Nè các bạn ơi, chết con vịt mình luôn, con cá rất là to. Nó để đây chút nữa nè, dính lưỡi câu nè, đó, dính vô cọng gân ha. Con cá này cầu ký mấy cho mình gỡ con vịt mình ra khỏi để nó chết. Ôi, con cá. Nè các bạn. Ôi trời. Rồi em vịt của mình. Cái tội nghiệp thấy thảm thương luôn. Rồi. Đây để mình chỉnh sửa cái đây nè. Đây là chiếc nội phẩm của mình nha. Rất là to luôn á. Cá đồng gặt luôn nha các bạn. Ừ cũng xong. Để mình đo cái giò mình cho các bạn xem nè. Đó, cái giò mình nè, nó bự cả cái giò mình luôn. Nếu thôi mình vô mình cân thử bao nhiêu. Giờ gỡ con vịt kia. Ừ mệt quá mà. Con ngạn cá này nó bự thiệt chứ. Gỡ em vịt ra đây hai tội nghiệp đó. Anh bị ngon ngót luôn. Mệt. Tội nghiệp quá. Ờ nó giật mình gãy cây câu luôn chứ. Nè. Rồi, con đang rong kìa. Còn một con nữa nha các bạn. Rồi giờ để mình đem nó vô. Đó. Chuyến lợi phẩm của mình. Quay về thì nó nhỏ nhưng mà quay thì nó rất lớn. Nó bự hơn cái vòng tay của mình luôn á. Các bạn để ý nha. Nó bự hơn cái tay mình. Hiệp em vịt của mình nó đang ghê lòng. Chiến lợi phẩm quá bự. Con này cầu ký mấy nha. Để mình đem vô nhà mình cân nó coi được nhiêu các bạn. Rồi đây các bạn, mình đã đem con cá lóc vô ha. Đó, con cá lóc này rất to, nó bự còn hơn cái tay mình nữa các bạn. Đó, con vịt của mình nó chè mềm mà, cho mình để úp lại cho nó khô các bạn. Ê, vô đây con. À, giờ mình sẽ đem con cá này ra mình cân thử coi nó được bao nhiêu các bạn. Đây là con gân lưới nha. Con gân lưới nè, mới nãy nó mắc vô mình lội xuống đìa mình gỡ luôn á. Rồi, sẽ đem nó ra đây mình cân. Mình giật nó gãy hết khúc từ câu các bạn. Câu mình gãy khúc dưới. Đó. Mình để cái gân sẵn. Ừ. Cá đề cốt. Đấy. Đó. Ừ. Con này là 1 ký 4. 1 ký 4 nha. Nè. 1 ký 4 nha các bạn. Đó, con cá này rất khủng luôn á.
Nói chung là con cá lớn nhất từ trước giờ đến mình câu được các bạn. 1,4 kg. 1,4 kg. Quá trời bự luôn. Giật gãy thì câu luôn. Con chưa mới bắt được con còn à, còn con. Tại vì mới lội xuống đìa gãy câu lội đìa kéo lên. Con con nhỏ chút à. Bà bày đông lắm. Đây cả nhà. Đây bầy rồng mới nha. Bầy rồng này là bên đìa khác nha. Đó. Rồi mình tiếp tục mình nhấp bầy rồng này thử có cá không ạ. Bầy này chắc cá nhỏ các bạn. Thấy cá cũng cá lồng rồng cũng lớn nè, không có nhiều không nha. Nó đang ăn. Mình nhấp thử nha. Ở đâu đang? Đó con mày nó vậy? Ừ. Để lên có con mày đỏ đỏ. Đây các bạn. Một em nha. Chờ dịch mình nghỉ đi. Con này nhỏ các bạn ạ. Con này cá cái. Này giờ nó đẩy con dịch mình cũng mấy cái. Cá cái nè. Cá nhỏ nha, tại bạn gầu mình thấy không ít. Không có bự không. Giờ dịch nghỉ chút thôi. Này em dịch chứ. Các bạn biết mình nó mềm chứ. Một em không bự không. Này các bạn, sáng giờ. Sáng giờ anh Chiến được hai con cá lóc nha bạn, một con cá lóc được 1,4 kg, con kia thì cũng nhỏ, chắc trọng chừng khoảng 200-300 g mà các bạn, thì cũng ăn được. Đó, con kia thì tại cái bầy nó mới đẻ nhỏ, thì giờ mới cho anh ngồi anh nghỉ anh ghi lông nè, tại vì giờ anh bị mềm hết trơn rồi, bỏ xuống nước thì anh cũng bơi không có bơi nổi nữa,
Rồi, sẵn tiện mình quay cánh đồng phía sau ruộng nhà mình cho các bạn xem ha. Thì đây là cái ruộng của mình thẳng ra phía trước đó, thì nó mới vừa xạ xong, sáng giờ mới vừa xong thì mình mới đi nhấp cá. Rồi xong, còn đây là cái mâm cúng ông thần nông. Khi mà mình xạ lúa xong á, thì mình sẽ cúng một cái mâm cháo để mà ông thần nông phù hộ cho mình được mùa trúng giá ha. Thì đây chỉ đơn giản là một cái bình rượu, mâm cháo với con vịt thôi các bạn, thì cũng cầu cho được mùa trúng giá. Rồi thì bây giờ mình cho vịt con của mình đó các bạn, nó nghỉ một chút rồi mình bắt đầu mình tiến hành mình đi nhấp tiếp các bạn ơi. Cho nó kẹ à. Nè. Ngon chưa? Ngon chưa? Nó lẹ à? Lẹ à? Giật cái đầu. Cố ăn. Cố ăn. Rồi vô chuồng. Cho miếng nữa nè. Đó. Cho miếng nữa nè.